Vâng, FPT xin gửi lời chào đến các bác cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Ngày hôm nay thì em Việt có một cái mẫu xe tuyệt đẹp mới về đến từ thương hiệu Mazda, đó là chiếc CX-5 sản xuất năm 2016. Mấy hôm nay mưa gió là cũng chưa kịp dọn dẹp gì, nhưng em Việt cứ quay mộc để cho các bác nào yêu mến quan tâm tới cái dòng xe này thì các anh chị chúng ta có thể là ghé qua showroom. Thì một chút nữa thì sau khi quay xong em sẽ về rửa dọn để cho các bác chúng ta có một chiếc xe nhìn nó sạch đẹp hơn. Nhưng mà đây, xe nó vừa về xong nhá, thì cứ quay lên để cho bác nào yêu mến quan tâm thì các anh chị chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với em Việt để có thể là hỗ trợ tư vấn về chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 một cầu sản xuất năm 2016 màu đỏ. Con này thì mới lăn bánh chuẩn 9 vạn và tất cả tình trạng xe thì em Việt cam kết với các bác là nguyên zin, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích và bao check test trước khi mà chúng ta giao dịch. Vậy thì với một cái mức giá ngày hôm nay chỉ hơn 500 thôi để chúng ta có thể sở hữu cho mình được chiếc xe gầm cao rộng rãi, đẹp mắt và trang bị cũng khá nhiều công nghệ và tính năng này. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe ra sao thì em Việt mời các bác chúng ta dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc CX-5 màu đỏ mà em đang có mặt tại đây được không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì với ngôn ngữ Kodo thiết kế khá là đẹp mắt thì các bác có thể thấy là chiếc Mazda CX-5 thực sự được đánh giá cao về mặt thiết kế trong phân khúc 5 chỗ gầm cao. Với phiên bản đời 2016 thì các bác có thể thấy hệ thống đèn pha của xe này thì nó được trang bị một bóng đèn bi, viền đèn LED định vị ban ngày. Đấy, nhưng mà đây nhá, các bác nhìn này, hơi bụi bẩn một chút xíu thì mong các anh chị chúng ta thông cảm nhá. Nhưng các bác có thể thấy là thứ nhất là đèn pha là không có vết xước sát, nó vẫn còn trong. Cái thứ hai nữa là các bác để ý này, những cái đường liên lạc giữa phần đèn và phần thân này là không có khe hở. Đấy, điều này nó sẽ chứng tỏ cho xe là không bị đâm đụng, không bị va chạm, hay là kể cả cái đường mép này. Đấy, giữa phần thân xe và phần cản trước, đấy các bác có thể thấy nó đều và thẳng tắp tắp. Đó, đó là một cái kinh nghiệm để chúng ta xem kiểm tra là chiếc xe nó bị đâm xô chưa nhá. Và cái hai nữa là các bác thấy là đèn gầm thì được trang bị đèn LED. Và kể cả những cái chi tiết nhựa ở phần cản trước thì quý anh chị chúng ta thấy là nó cũng không có để lại những cái vết va, vết vỡ hay là vết xước sát. Phải nói là chiếc xe này thì chủ nhân cũ người ta đi cũng khá là giữ gìn cẩn thận. Và ngoài ra thì chủ nhân cũ còn nâng cấp lên cho các bác khá là nhiều chi tiết, ví dụ như là màn hình Android, cam 360 độ, camera hành trình đầy đủ rồi. Đấy, chúng ta mua về là các anh chị cũng không cần phải độ những chi tiết đó lên nữa. Còn tiếp tục với hệ thống đèn pha bên phía phụ thì các bác cũng thể nhìn với em nhé. Đây, em quay gần. Đấy, hơi bụi một chút thì mong bác thông cảm này. Đấy, và nó như này. Đấy, kể cả những đường mép này, đây các anh chị chúng ta nhìn với em rất liền lạc. Được chưa ạ? Và kể cả phần đèn cầm bên dưới nhá. Và đây cái đường mép này. Đó. Quay rất kỹ để các anh chị chúng ta thể tham khảo nhá. Hay là những đường các bác có thể thấy là những đường mép này nó đều thẳng tắp tắp. Đấy, không có sự vênh hay là những khe hở. Đấy, thì điều đó chứng tỏ chiếc xe là không bị đâm xô, được chưa ạ? Xe đang kiểm dài nhé, đến tháng 1 năm 2025. Với chiếc xe này thì nó được trang bị một bộ la răng phay thiết kế khá đẹp mắt lên tới 19 inch, 4 phanh đĩa để hỗ trợ ABS. Con này chạy chuẩn 9 vạn nhé, lốp thì cả ra lốp mít mới tinh, chủ nhân cũ người ta cũng vừa mới thay cho các bác xong. Đấy, gai lốp cũng còn khá là dày. Thì chúng ta đi được có thể nói là khoảng độ 4 5 vạn nữa thì các anh chị chúng ta mới phải thay lốp. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể thấy là xe cũng được trang bị xi nhan tiếp trên gương, tay nắm cửa mạ chrome, có bậc cửa lên xuống. Đó, và các bác có thể ngắm chọn tổng thể chiếc CX-5 màu đỏ này giúp em này. Đó, một thiết kế rất là hài hòa và đẹp mắt đúng không ạ? Tiếp tục về phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là chiếc CX-5 thì được trang bị một cái đuôi gió cỡ lớn, tích hợp đèn phanh trên cao nhé. Và phần đèn hậu phía sau thì quý anh chị thì thấy là nó thiết kế bo tròn, rất mềm mại. Đấy, với các chi tiết đèn LED này, đấy, giải đèn LED này. Đấy, và các bác nhìn đây, quá đẹp luôn. Đây, kể cả những đường mép này các bác nhìn này, đấy, nó đều thẳng tắp luôn nhé. Được chưa ạ? À, cái thứ hai nữa đây, với công nghệ Skytip thì có thể nói là dù được trang bị động cơ 2.5 nhưng mà Mazda CX-5 là một trong những chiếc xe gầm cao mà có thể nói là cái khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất trong phân khúc của mình. Với phiên bản này chúng ta còn có bô kép, được chưa? Bô kép thể thao nhé. À, và phần đèn hậu bên phía lái này, em quay luôn cho anh chị này. À, xuất sắc luôn nhé. Hàng tuyển các bạn. Vâng, giá bây giờ cũng hơn 500 thôi. À, để các anh chị ta có thể sở hữu mình cái xe này. À, và đây là cốp này, cũng mở luôn này. À, thì các anh chị thể thấy là chiếc xe này thì mang đến cho chúng ta cái không gian cốp cũng khá là rộng đúng không ạ, để các anh chị ta có thể là để đồ, để vali, đồ đạc, hành lý những chuyến đi của mình. Nhưng mà quan trọng nhất là độ xin, thì các bác nhìn với em những cái vệt định tán này. Đấy, nếu mà xe bị đâm xô nhá thì người ta sẽ phải sơn phủ lên thì nó sẽ mất những vết định tán này. Đây là một kinh nghiệm để các anh chị ta đi xem xe. Đấy, cái hai nữa là từng lốp các bác thấy nó không có vết vặn này. Đấy, nó không có vết vặn nhé, hoặc là bị gom. Đấy, gom cũng là một cái mà để các chị ta đánh lừa người tiêu dùng. Nhưng mà các bác có thể thấy đây, cái chi tiết này các chị nhìn nó sờ vào sơn nó mỏng. Đấy, thì những vết đinh tán này nó mới rõ, được chưa ạ? Và phía dưới này thì quý anh chị ta còn có lốp dự phòng này, đồ đạc kích thay thế nhá, nguyên zin nhá. Và chủ nhân cũ thì cũng đã dán cho các bác cả những tấm cách âm ở phía dưới rồi. Đấy, để nó đỡ ồn, nó đỡ ồn cho cái không gian nội thất bên trong của xe. Đấy, đó là phần cốp của chiếc Mazda CX-5. Đấy, chúng ta có gạt mưa kính phía sau nữa.
Đấy, và tổng thể thì hơi bẩn một chút xíu thì các anh chị có thể thấy, nhưng mà tuy nhiên thì các bác có thể thấy là cái sơn xi bên ngoài của xe nó vẫn còn đẹp. Đấy, nó không nhiều vết xước sát, cái này cần đánh bóng qua thôi. Đấy, và một chút nữa thì sau khi quay xong thì em sẽ cho đánh bóng thì các bác xuống xem xe nó sẽ được nhìn nó nét hơn. Được chưa? Vậy thì ngoại thất của chiếc xe phải nói là cũng còn khá ok với một chiếc xe sản xuất năm 2016. Bây giờ thì để giúp các bác chúng ta đánh giá chất lượng kỹ lưỡng hơn thì em sẽ mở cửa và chúng ta đi vào không gian nội thất bên trong của xe nhé. Vâng, không chỉ có một cái ngoại hình đẹp mắt thì nội thất bên trong của chiếc CX-5 các bác có thể thấy là nó cũng được tích hợp nhiều công nghệ và với thiết kế rất hiện đại và trẻ trung. Đầu tiên thì chúng ta có vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp. Và ngoài ra thì các bác có thể thấy là với phiên bản này chúng ta có rất là nhiều công nghệ trên nghe thoại rảnh tay này, điều khiển giọng nói này, tăng giảm âm lượng. Phía bên kia thì chúng ta sẽ có tính năng ga tự động Cruise Control nhé. Ngoài ra thì chúng ta có đèn auto và gạt mưa auto. Ở đây thì các bác có thể thấy là xe được trang bị cài đặt nắp sốc lốp này, cân bằng thử chống trượt. Ngoài ra thì chúng ta có chế độ iStop độc quyền của Mazda nhé, có nghĩa là tự động dừng đỗ khi mà các anh chị chúng ta đỗ trên 3 giây xe nó sẽ tự động ngắt máy để giúp chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ở trên này chúng ta có chi tiết nhựa mềm này và viền cửa gió điều hòa bằng mạ chrome. Đấy, cái nhựa mềm này thì khi mà chúng ta thấy là nó sẽ giảm thiểu được cái tiếng ồn từ khoang động cơ nó vọng vào bên trong. Được chưa? Đấy, và đây, chủ nhân cũ lên bác một cái màn hình Android ZTEC rồi. Và camera hành trình, ngoài ra thì chúng ta có gương chiếu chống chói nhá, có cửa nóc và các bác có thể thấy là cái độ cẩn thận của chủ nhân cũ này, bọc trần ni lông luôn. Ngoài ra thì các bác có thể thấy đây chúng ta có hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng nhá. Đấy. Khu vực cần số thì đây, bọc da cao cấp và có chế độ lái sport thể thao. Đời này là bắt đầu có tính năng phanh tay điện tử rồi. Đấy, phanh tay điện tử rồi nhá. Và nội thất ghế thì đây các bác nhìn này, đây là ghế da zin. Đấy, ở giữa đục lỗ thông hơi và form khá là thể thao. Đây các bác nhìn cho em này, ghế của nó này. Căng đét luôn. Con này thì được trang bị hai ghế trước điều chỉnh điện nhá. Đấy, và riêng ghế lái thì nó sẽ có nhớ hai vị trí ghế như này. Được chưa? Đấy, con này thì đây các bác thể thấy là từ ốc bản lề này. Đấy, từ cái móc khóa này. Đấy, từ ốc này. Tem mác đầy đủ hết nhá. Và đây, các anh chị có thể nhìn cho em cái chi tiết bản lề của nó này. Rất ok, tắp lô tắp pi các bác nhìn cho em nhé. Đấy, một kính auto này. Các phím bấm các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà nó còn khá là rõ nét này. Ngoài ra thì chúng ta còn có hệ thống âm thanh đến từ thương hiệu Bose. Đấy, bản 2.5 ở cái đời này là mới có loa Bose nhá. Được chưa ạ? Và ngồi vào nổ máy thử để các anh chị chúng ta nghe tiếng máy nổ này. Đó, máy nổ rất êm. Đấy, mức công tơ mét hiện tại các bác nhìn cho em là 9 vạn chuẩn nhá. Được chưa ạ? 9 vạn km chuẩn này. Đấy, một cái màn hình Android. Tích hợp cam 360 độ luôn này. Đấy, lên cho các anh chúng ta cả cam 360 độ rồi nhá. Đấy, rất là xịn, được chưa ạ? Đó. Và phải nói là con này thì các anh chị chúng ta mua về chúng ta không phải tốn thêm tiền để độ đéo rồi nữa. Đấy, những cái option công nghệ như này thì đã thoải mái để các anh chị chúng ta đi rồi. Và thì tiếp tục với hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là chiếc CX-5 thì mang đến chúng ta hàng ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi này. Đấy, và ghế da hàng ghế sau thì khá ổn này. Ghế da zin nhá. Đấy, các bác thấy. Gần như là chủ cũ thì chúng ta chỉ đi có hàng ghế trước thôi, ngồi trước thôi. Đây các bác có thấy là hàng ghế sau nhìn nó sạch đẹp, không gian nội thất hàng ghế sau thoải mái, được chưa? Và đây các bác nhìn cho em này, các chi tiết bản lề của nó này. Đấy, khá ổn đúng không ạ? Đấy, tao lô tapi đây. Đấy, nguyên zin nguyên bản nhé, keo chỉ các bác nhìn cho em này không mất 1 cm nào luôn. Đấy, vẫn bao chiếc test thoải mái để các anh chị chúng ta thấy yên tâm nhé. Và tiếp tục chúng ta đi sang cái bảng tapi cửa bên phía đây để các bác chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng của xe này. Đấy, con này thì phải nói là còn khá ổn luôn. Đây, cái chi tiết bản lề này. Rất đẹp luôn nhá. Đó. Đấy, bên này nữa này. Đấy, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn nhá. Đấy, tem mác đầy đủ hết này. Đấy, các bác thấy cho em. Đấy, màu đỏ này thì chắc là hợp với cái bóng bình hòa rồi. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết này. Đấy. Vâng. Các bác có thể thấy là chiếc CX-5 mang đến chúng ta với không gian nội thất bên trong khá là rộng rãi, đúng không ạ? Thoải mái để các anh chúng ta đi cả gia đình 5 người. Đấy, và trang bị cũng khá nhiều công nghệ và tính năng. Đấy, độ tiện nghi tốt và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì để giúp anh chúng ta đánh giá chất lượng kỹ lưỡng hơn thì các em sẽ mở lắp capo chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của chiếc xe này nhé. Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 2.5 Skytip. Em đang để nổ máy để cho các bác thấy là nghe tiếng máy nổ rất là êm. Cái hai là không bị rung lắc. Và đây mở luôn các bác cái lắp máy này. Đấy, thì các bác có thể thấy là xe thì zin rong lằn cò luôn nhá. Đấy, các bác có thể thấy ra máy rất là tươi, xe chạy được 9 vạn chuẩn thôi. Đấy, nên bác nào mà mua này đi thì cũng khá là yên tâm, đúng không ạ? Rộng rãi mà form dáng thiết kế nó lại đẹp, bền bỉ và lành tính. Đó, và đây capo này. Đấy, không một vết vặn luôn nhá, phụ giảm sóc này.
À, cho bác để thấy các chi tiết đầu răng này đây. Các anh chị cũng có thể quan sát giúp em này. Đó, rất là ok, chất lượng luôn. Đây bên này cũng vậy nhá. Đấy, các bác có thể quan sát giúp em. Bảo như này các anh chị đã cảm thấy ok về chất lượng của xe chưa ạ? Vâng, vậy thì đây là chi tiết chất lượng của chiếc CX-5 phiên bản 2.5 một cầu 2016 mà em Việt đang có. Và mức giá em đang chào bán dành cho em đó ngày hôm nay là 555 triệu, có thương lượng cho bác nào thiện chí. Thì xin mời các chị chúng ta trực tiếp nhấc máy và alo cho em Việt theo hotline là 0968 22889 để nhận được hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc xe này các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn các chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các chị một ngày mới thật vui vẻ. Và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Thế Chất.